Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới và chuông thông báo để nhận tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Song song ly hôn Trấn Thành, tôi buồn quá, buồn rớt nước mắt, tim như ngừng đập. Mới đây, dư luận được fan xôn xao trước thông tin cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn Quốc Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức ly hôn sau 2 năm chung sống. Thông tin này được rất nhiều người quan tâm, trong đó có Trấn Thành. Trong một clip hậu trường quay lại cảnh Trấn Thành đang ngồi chờ ghi hình cùng anh Tú Tiến Luật Vinh Râu được đăng tải mới đây, nam danh hài vô cùng sốt sắng trước sự kiện này, anh nói: "Tôi và những người đàn ông đã có gia đình đang ngồi bàn bạc với nhau. Từ sáng tới giờ, tôi nghe nói Song Hye Kyo với Song Joong Ki trong hậu duệ mặt trời chia tay nhau. Tôi buồn quá, buồn rớt nước mắt, tim như ngừng đập." Sau đó Trấn Thành tỏ ra tò mò và cố gắng tìm hiểu nguyên nhân ly hôn của Song Hye Kyo. Anh Tú thấy thế, liền lên mạng tìm thông tin và vô tình đọc được một bài báo với tựa đề Song Hye Kyo đã chính thức lên tiếng về việc ly hôn. Trước thông tin này, Trấn Thành cảm thấy khá bức bối, ngó hẳn về phía anh Tú và hóng tin còn hỏi: "Lên tiếng thì biết là lên tiếng rồi, nhưng lên tiếng như thế nào?" Anh Tú cố gắng đọc nội dung bài báo cho Trấn Thành nghe, nhưng anh nóng ruột tới mức không đợi được, chê anh Tú đọc lâu và tự tìm thông tin. Từ vụ việc ly hôn của Song Hye Kyo, Trấn Thành nhắn gửi tới công chúng: "Mọi người cố gắng yêu thương nhau đi, cuộc đời đâu có bao nhiêu đâu mà hững hờ với nhau. Có cái này tôi không dám nói, bây giờ tôi mới dám nói." Sau đó Trấn Thành còn ngồi nói xấu Hari Won với hội bạn bè của mình. Anh tố chuyện ngủ ngày của Hari Won trước mặt mọi người, ngồi ở hậu trường. "Có cái này tôi không dám nói, bây giờ tôi mới dám nói. Có lần tôi và vợ tôi đi công tác với nhau, tôi đang nằm ngủ êm ái thì nghe tiếng rột rột như tiếng máy cày. Tôi thắc mắc không hiểu ai đang mở máy cày, thì ngó sang kế bên thấy vợ tôi đang ngáy, ngáy rõ to. Mọi người cười phì lên, làm không được. Tôi nghe tiếng vợ gáy mà muốn xỉu, người ta thì bảo, vợ anh gáy lớn quá em không làm được, mà không dám làm mạnh sợ bà ấy dậy." Không những vậy, Trấn Thành còn tiết lộ chuyện Hari Won ngủ say tới mức nổi mê trong đêm. Anh nói: "Đúng 4 giờ sáng hai vợ chồng tôi còn đang ngủ say, Hari Won bỗng nhiên ôm chặt tôi tưởng Hari Won bị làm sao, bỗng nhiên Hari Won bật người nói mơ." Thưa quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Người Bí Ẩn. Tôi nghe xong muốn xỉu luôn, tự hỏi không biết ai là người bí ẩn, tôi thấy vợ tôi khùng quá. Sau khi Trấn Thành tiết lộ chuyện Hari Won ngủ ngáy, rất nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho anh vì sợ Hari Won sẽ xem được clip hậu trường này. Luật sư của Song Joong Ki: ly hôn là lỗi của Song Hye Kyo. Luật sư của Song Joong Ki cho biết lý do hôn nhân đổ vỡ bắt nguồn từ Song Hye Kyo. Nam diễn viên đã có quyết định cứng rắn về việc ly hôn bạn diễn trong hậu duệ mặt trời. Ngày 27 tháng 6, tờ QQ đăng tải bài phỏng vấn độc quyền với luật sư của Song Joong Ki tại Hàn Quốc. Người này tiết lộ một số thông tin gây sốc liên quan đến vụ ly hôn của Song Song. Vụ ly hôn này lỗi chủ yếu từ phía Song Hye Kyo. Song Joong Ki cho rằng anh không có bất kỳ điều gì phải giấu giếm về việc này. Nam diễn viên đã có quyết định cứng rắn về cuộc hôn nhân, hai người khó có thể đảo ngược lại tình thế. Họ đã gần như đạt được những thỏa thuận ly hôn và việc hòa giải chỉ mang hình thức thủ tục, luật sư Song Joong Ki trả lời. Vị luật sư này cũng cho biết trong giới giải trí Hàn Quốc, thông thường khi các cặp nghệ sĩ đang trong giai đoạn hòa giải, công ty quản lý sẽ tìm cách phủ nhận hoặc che giấu tin tức cho đến khi họ đạt được thỏa thuận ly hôn. Tuy nhiên, Song Joong Ki ngay sau khi đệ đơn đã nhanh chóng công khai chủ động liên lạc với truyền thông để thông báo vụ việc. Sáng 27 tháng 6, Song Joong Ki xác nhận với My Daily về việc ly hôn Song Hye Kyo. Nam diễn viên đã gửi đơn ly hôn lên tòa án gia đình Seoul vào ngày 26 tháng 6. Thông tin bộ đôi quyền lực của ngành giải trí Hàn chia tay sau 2 năm chung sống gây chấn động truyền thông châu Á. Sau khi thông tin được đăng tải trên các trang báo Hàn Quốc, công ty quản lý của Song Hye Kyo cũng lên tiếng về nguyên nhân tan vỡ. Theo đó, Song Hye Kyo chia tay vì hai người không thể dung hòa được những khác biệt về tính cách. Nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân rạn nứt của Song Song đến từ việc Song Joong Ki ngoại tình với nữ diễn viên Kim O-bin, còn Song Hye Kyo cũng bị đồn phải lòng nam bạn diễn Park Go-bum. Bên cạnh đó, một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc tiết lộ nguyên nhân khác khiến cặp đôi ly hôn là cả hai gặp trục trặc về vấn đề con cái. Kết hôn 2 năm nhưng Song Hye Kyo vẫn chưa có tin vui thông báo đến hai bên gia đình và người hâm mộ. Song Joong Ki và Song Hye Kyo nảy sinh tình cảm trong quá trình quay hậu duệ mặt trời vào cuối năm 2015. Hai người công bố tình cảm hồi cuối tháng 7 2017 và làm đám cưới vào tháng 10 cùng năm. Trước đó, tin tức Song Song ly hôn đã được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc từ cuối tháng 2. Truyền thông đất nước tỷ dân nghi ngờ cặp sao có dấu hiệu rạn nứt khi hai người không đeo nhẫn cưới và cũng không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Song Hye Kyo cũng không tham gia tiệc sinh nhật mẹ Song Joong Ki, khiến nghi vấn được đẩy lên cao trào. Giữa tâm bảo bị tố trốn nợ, Việt Dũng đang ảnh thân thiết bên Lê Lộc, định mệnh là khi gặp được người con gái giữa biển người mênh mông này. Việt Dũng lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh thân thiết bên Lê Lộc sau khi được xe duyên trong chương trình Người ấy là ai. Trên trang cá nhân, Việt Dũng đăng tải hình ảnh thân thiết bên Lê Lộc cùng dòng chú thích đầy ngọt ngào rằng định mệnh là khi bản thân gặp được người con gái đó giữa biển người mênh mông mà lại chật hẹp về tình yêu này. Có thể thấy Lê Lộc đã ra tận Hà Nội để gặp gỡ chàng trai của mình và cả hai đã có khoảng thời gian hẹn hò bên nhau sau khi gặp gỡ và nên duyên từ Người ấy là ai. Trong tập 10 chương trình Người ấy là ai lên sóng mới đây, Việt Dũng chính là chàng trai cuối cùng được Lê Lộc giữ lại kết đôi. Ở phần lộ diện, Việt Dũng không khiến Lê Lộc và khán giả thất vọng khi là chàng trai độc thân, không những vậy còn có gia thế khủng. Gia đình của anh chàng này kinh doanh vàng bạc, trang sức và bản thân Việt Dũng còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc không lâu, Việt Dũng bị một người đàn ông có tên K tố cáo trốn nợ, lừa đảo và nói dối trên sóng truyền hình. Cụ thể, Việt Dũng có hợp tác kinh doanh linh kiện điện thoại với người này, nhưng sau đó vơ vét hết đồ tại cửa hàng rồi bỏ về quê Vĩnh Phúc mà không thông báo. Chuyện xảy ra vào cuối năm 2015. Nhưng đến bây giờ, K mới phanh phui vì tình cờ thấy Việt Dũng trên TV với một cái mác vô cùng đẹp đẽ. Phạm Băng Băng bị gia đình Lý Thần hắt hủi chia tay vì 130 triệu đô. Phạm Băng Băng và Lý Thần yêu nhau 4 năm trải qua không ít sóng gió, nhưng họ lại lựa chọn chia tay sau khi nữ diễn viên bị phạt 130 triệu đô vì trốn thuế. Ngày 27 tháng 6, Phạm Băng Băng tự đăng tin đã chia tay với hôn phu Lý Thần sau 4 năm bên nhau. Trong khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi băng thần trải qua nhiều kỷ niệm ngọt ngào và cũng không thiếu những tin đồn thị phi. Những tưởng họ sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn, nhưng cuối cùng cả hai lại lựa chọn chấm dứt mối tình đẹp. Người hâm mộ của cặp đôi cảm thấy bàng hoàng tiếc nuối khi họ đã rất gần một đám cưới cổ tích. Chuyện tình cổ tích mang đến nhiều lợi ích. Những năm gần đây, Phạm Băng Băng là nghệ sĩ số 1 trong làng giải trí Hoa ngữ. Theo thống kê của Forbes, cô là ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc trong các năm 2016, 2017. Nguồn thu của cô tới từ các xe đóng phim, quay quảng cáo, sản xuất rượu vang, kinh doanh bất động sản và sản xuất phim. Nữ diễn viên họ Phạm được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ, bạch tuyết của showbiz Hoa ngữ và thậm chí là nữ hoàng thị phi khi mọi tin tức liên quan đến cô được công chúng quan tâm. Trong khi đó, Lý Thần kém nổi tiếng hơn bạn gái nhưng cũng được yêu mến nhờ tham gia show Keep Running. Anh là con cháu gia tộc có truyền thống trong ngành quân đội. Việc Phạm Băng Băng lần đầu công khai hẹn hò sau hơn 20 năm bước chân vào làng nghệ thuật giúp danh tiếng cặp đôi trở nên hot hơn. Họ thường xuyên được mời tham gia các sự kiện lớn. Phạm Băng Băng, Lý Thần từ đó trở thành cặp đôi quyền lực bậc nhất làng giải trí Trung Quốc. Với vị thế như vậy, năm 2015, hai người chung tay thành lập công ty Ái Mỹ Thần, đầu tư vào các bộ phim điện ảnh và thu được nhiều lợi nhuận. Doanh nghiệp này từng được định giá tới hơn 700 triệu nhân dân tệ. Cặp đôi còn mua một căn biệt thự lớn tại khu đắc địa ở Thanh Đảo và dọn về sống chung như vợ chồng. Trong quá trình yêu nhau, Lý Thần không tiếc vung tiền mua quà tặng bạn gái. Trong buổi sinh nhật 36 tuổi của Phạm Băng Băng, tài tử đặt riêng một con búp bê trị giá 300.000 đô giống hệt bạn gái. Anh cũng được cho là chi ít nhất 700.000 đô mua những kim cương lớn để cầu hôn. Lý Thần còn hứa sẽ bên Phạm Băng Băng suốt cuộc đời, cùng nhau trải qua khó khăn là chỗ dựa cho cô. Cuộc sống của anh vì em mà trở nên tươi đẹp, yêu em là ý trời, bao bọc em là thói quen, chúng ta là vĩnh viễn. Nam diễn viên quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn. Màn cầu hôn lãng mạn và những món quà đắt giá mà Lý Thần dành tặng cho Phạm Băng Băng. Tình hết mặn nồng, tiền bạc chia đôi. Ngọt ngào là vậy, chẳng ai nghĩ có ngày Lý Thần và Phạm Băng Băng chia tay. Nhưng phép thử lớn đã khiến họ hiểu hơn về cuộc tình đẹp. Khi đang ở đỉnh cao danh vọng, tháng 6, 2018, Phạm Băng Băng vướng vào scandal trốn thuế. Nữ diễn viên gần như biến mất trước mắt truyền thông trong gần một năm. Phạm Băng Băng bị án phạt truy thu 130 triệu đô do các sai phạm liên quan đến nộp thuế. Cô bị công chúng Trung Quốc chỉ trích không tiếc lời. Lúc này, người bạn trai Lý Thần cũng trở thành bia ngắm cho những người căm ghét Phạm Băng Băng. Mặt khác, fan của nữ diễn viên lại tức giận vì Lý Thần không ủng hộ bạn gái. Nhiều nguồn tin cho hay, gia đình Lý Thần có dòng dõi quân đội, họ sở hữu nhiều bất động sản lớn ở đảo Tam Á. Ông nội Lý Thần không hài lòng, phản đối ra mặt khi cháu trai dính líu tới người phụ nữ nhiều bê bối. Gia đình đã gây nhiều sức ép, buộc Lý Thần sớm chia tay. Vụ phạt tiền còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của Phạm Băng Băng và Lý Thần. Bộ phim Sky Hunter do Lý Thần tự đạo diễn, đầu tư bị cấm chiếu tại Trung Quốc Do sự có mặt của Phạm Băng Băng, điều này khiến nam diễn viên chịu thiệt hại không nhỏ. Tác phẩm truyền hình tâm huyết của Phạm Băng Băng là Thắng Thiên Hạ, liên tục hoãn chiếu vì dàn diễn viên chính bê bối đời tư. Bộ phim do Phạm Băng Băng và công ty điện ảnh Đường Đức góp vốn, Lý Thần cũng góp cổ phần trong công ty này. Thậm chí Lý Thần đã giúp đỡ bạn gái khi tham gia đóng thế nam chính Cao Vân Tường, nhưng vẫn không thể giúp phim được phát sóng. Vì vậy, hai người mất thêm hàng triệu đô. Đầu năm 2017, Phạm Băng Băng, Lý Thần đồng loạt rút vốn khỏi công ty chung Ái Mỹ Thần. Lý Thần rút khỏi các công ty khác có liên quan đến bạn gái. Lý Thần bỏ rơi Phạm Băng Băng là chủ đề khiến công chúng bàn tán và Lý Thần trở thành người đàn ông phụ bạc bị chỉ trích. Một câu hỏi đặt ra là tại sao khi Phạm Băng Băng bắt đầu quay lại làng giải trí, Lý Thần mới tuyên bố chia tay. Nhiều khán giả Trung Quốc bình luận trên Weibo cho rằng nam diễn viên sợ ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân, anh sợ bị đánh giá là kẻ bạc tình. Vì vậy, dù rút vốn khỏi công ty bạn gái, nhưng Lý Thần vẫn đưa mẹ của Phạm Băng Băng đi đón em trai cô. Lý Thần còn cùng Phạm Thừa Thừa tham gia bộ phim Kiến Quốc Đại Nghiệp vào tháng 4. Tại phim trường, nam diễn viên hướng dẫn em ruột của bạn gái lần đầu tiên tham gia diễn xuất. Vào ngày sinh nhật Phạm Thừa Thừa 16 tháng 6, Lý Thần vẫn gửi lời chúc mừng. Thế nhưng, dù Phạm Băng Băng bắt đầu làm việc trở lại, nhưng phản ứng của khán giả vẫn rất tiêu cực. Tương lai của nữ diễn viên không thể được như xưa. Hình ảnh của cô đã suy sụp và rất có thể sự nghiệp của Lý Thần cũng xuống dốc theo bạn gái nếu tiếp tục ở bên cô. Tối 27 tháng 6, Phạm Băng Băng, Lý Thần tuyên bố chia tay, chấm dứt 4 năm mặn nồng nhưng cũng đầy sóng gió. Họ công bố chia tay đúng ngày Song Hye Kyo, Song Joong Ki thừa nhận ly hôn. Trên Sina, cư dân mạng cho rằng đây cũng là cách giúp cả hai tránh sự chú ý. Giữa bão ly hôn song song, Hòa Minzy giải nhiệt mạng xã hội với diễn văn mừng sinh nhật chồng yêu ngọt xớt. Ngày song song ly hôn và Phạm Băng Băng, Lý Thần chia tay cũng chính là sinh nhật bạn trai Hòa Minzy. Nữ ca sĩ đã giải bức nhiệt trên mạng xã hội với bài đăng mừng tuổi mới chồng yêu hóm hỉnh không kém phần lãng mạn. Tối 27 tháng 6, nữ ca sĩ Hòa Minzy có bài đăng dài trên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật bạn trai thiếu gia Nguyễn Minh Hải. Khi tình yêu đang ở giai đoạn nồng đượm nhất, giọng ca gốc Bắc Ninh không ngại gọi nửa kia là chồng và dành cho anh rất nhiều lời bộc bạch ngọt ngào. Đính kèm bài đăng chúc mừng sinh nhật là khoảnh khắc Hòa Minzy, Nguyễn Minh Hải trao nhau nụ hôn say đắm khi thả đèn hoa đăng ở phố cổ Hội An. Nguyên văn bài đăng chúc mừng sinh nhật người tình thiếu gia của Hòa Minzy. Chúc mừng sinh nhật chồng yêu, trước đến giờ trong tình yêu, Hòa lúc nào cũng kiểu như đàn ông, không đôi co hay tranh cãi nhiều với người yêu. Sai hay không sai thì cũng xin lỗi cho nhanh, cho yên bình vậy. Vậy mà từ khi gặp bạn Hải, tự dưng lòi ra bao nhiêu cái xấu tính, tự dưng lần đầu tiên yêu mà biết ghen. Ôi trời ơi, ghen lòng ghen lộn, suốt ngày thích nhõng nhẽo, cầu nhà cầu nhau. Suy nghĩ mãi đến giờ mới hiểu được một điều không biết đúng không là bản thân xưa giờ cứ luôn gồng lên đến mạnh mẽ để bỏ qua mọi thứ chứ chẳng bao giờ nói cho ai biết mình buồn, mình cũng biết đâu. Rồi gặp được bạn Hải, bạn làm mình như được trở về là một cô gái đích thực, chẳng cần mạnh mẽ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn điên thì điên, làm trò gì thì làm, cãi nhau tung tóe hay nhõng nhẽo chuyện trên trời thì bạn Hải vẫn ở đấy. Một ngày nọ biết mình đã rung động với bạn Hải là khi đi quay hình một chương trình có Hải đi cùng. Hải cứ đứng cánh gà mãi vì không có ghế, mình thì quay mãi không xong. Mình nhắn một tin hỏi anh có mệt không, đợi em xíu nhé. Rồi Hải trả lời, anh ở phía sau em, cứ yên tâm làm việc đi. Đấy là mình nhìn ra phía đó thấy hạnh phúc vì lâu lắm mới có người muốn đợi mình. Cứ tưởng là câu nói ấy vào lúc đó là để tán tỉnh mình thôi, nhưng giờ thì Hải vẫn thế đấy, vẫn luôn ở phía sau, để khi nào Hòa mệt mỏi thì dựa vào. Cảm ơn bạn chồng nhé, công việc ngày càng nhiều, trách nhiệm dồn vào càng nhiều, hãy luôn khỏe mạnh để làm được tất cả nhé. Hôm nay sinh nhật nên viết hơi dài đấy, yêu nhau thì cứ yêu, cứ thương hết lòng, đừng sợ ngày mai nó thế nào. Sống là cho cảm xúc hiện tại, lo làm gì nhiều, hạnh phúc là được. Ngay khi đăng tải, bài viết của Hòa Minzy lập tức thu hút sự chú ý của trang mạng xã hội. Tâm tư gửi trao người tình thiếu gia của nữ ca sĩ nhận về 20.000 lượt like, hàng trăm lượt chia sẻ và vô số những lời chúc phúc chỉ sau một giờ. Các fan đều mong thần tượng và nửa kia sớm về chung một nhà. Sau cuộc tình gian dở với Công Phượng, Hòa Minzy tìm được hạnh phúc mới bên thiếu gia Nguyễn Minh Hải. Được biết chàng trai này sinh năm 1987, hiện đang làm tổng giám đốc của một công ty phân bón khá lớn trong khu vực miền Tây. Bố của anh là một đại gia có tiếng tại Long An. Thiếu gia con nhà giàu sở hữu ngoại hình được khen trẻ trung hơn so với tuổi thật, rất xứng đôi với Hòa Minzy. Trong tình yêu, Minh Hải tỏ ra là một người luôn luôn thấu hiểu và biết sẻ chia cùng bạn gái. Họ thoải mái gọi nhau là vợ chồng trên mạng xã hội.